Rồi, tối nay mình tiếp tục chia sẻ những cái mai giáng long tơ đang có mặt hoa trên cây. Hoa rất đẹp này nè. Wow, những cái này giống rất là đẹp, nơi chùm này nè, chùm chùm nữa nè, còn rất là nhiều bông nha nè, hai lớp đẹp quá, đều rất ok, không hai lớp không nè. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 15 cánh, lớp trên là 7 cánh, lớp dưới là 8 cánh nè. Đó, nó dùm lên nè, dùm nè. Đó, hoa nó dùm, lên nè. Cánh nó dùm lên. Cánh này giờ nè. Đó, nó dùm lên rồi đó. Nó hứng nó đừng. Đây cái số nụ nè. Tối rồi mình bật đèn flash một chút nha anh em. Số nụ rất đẹp. Màu vàng chanh nữa anh em. Đó, anh ngồi mình quan sát rất kỹ. Màu vàng chanh mà cánh mịn nữa anh em. Cây thì nó có chiều cao 1 mét. Cây tơ thôi. Cuồng cây đẹp. Đỡ cũ ở dưới đây nè. Mới nhau có cũ rồi không. Cuồng cây đẹp. Bọc non màu đỏ nha anh em. Rồi, anh em nào thích cái cây này liên hệ mình số điện thoại là 0849 02 0790 nha anh em.